chân này á. Chân này á. Cảm ơn cô. Ôi giời ơi, bà yêu, bà yêu xong rồi con ạ. Ơi, một chí con nha. Ơi, nhỏ, yêu ngoan nhỉ. Ngoan thế nhỉ. Cái gì đấy? Ôi giời, cô cho con uống gì đó. Nhân gì, nhân chỗ gì nhá. Ôi giời, chảy nước mắt. Chảy nước mắt. Yêu quá. Chảy nước mắt. Ôi giời. Cô khéo quá đấy. Ôi giời ơi. Con nắng không cô mà không nắng à. Không được ôi ôi à. Thế à. Mà chảy nước mắt này. Hết rồi nha. Nữa này. Trời ơi. Con chết à. Thế mà cũng chảy nước mắt này. Chuẩn bị hết rồi nhỉ. Ôi trời ơi. Mỗi lần chỉ một tí thôi. Đúng rồi. Nhấm nhát một tí thôi. Yêu cá nhỉ. Yêu cá cơ nhỉ. Thế nào? Đấy. Cổ rồi. Cô tiêm cô tiêm cô còn massage cho con này. Massage đâu vậy? Cô còn massage cho con. Cô yêu quá cơ này. Ôi trời ơi. Chưa ngắm nhỉ. Yên nói em phải cảm ơn cô nha. Một tí thôi nhỉ. Chắc hết rồi. Thế quả đẩy ra hả? Thôi đẩy đâu cô nhỉ? Ăn gì chứ? Con chỉ hơi nhớ một tí thôi nhỉ? Ôi, kể mẹ cả ngủ luôn. Mách mẹ. Mách mẹ ăn cho cô nha. Chắc hết rồi nhỉ? Chắc hết rồi nhỉ? Còn chết nhỉ? Có đi đâu mà tiêm cô còn massage. Cô còn massage cho đây này. Sắp xong rồi con ạ. Ngon nhỉ? Ngon chế nhỉ. Yêu quá cơ. Chứ đi chỗ khác tiêm còn lâu rồi nha. Con nhớ đi, con nhớ đi. Đúng rồi, con nhớ đi. Con đang ăn ngon mà nhỉ. Đấy nhỉ, con chỉ hơi kêu đau một tí thôi. Yêu quá nhỉ. Tuyệt vời, cô quá khéo đấy. Ờ, trong ơi. Cái đang lừa mình nữa. Bà bố lừa con đi đâu ấy nhỉ? Lừa mình đi đâu ấy nhỉ? Nịnh nhỉ? Nịnh uống hết cả nhỉ? Nịnh không phải, ui rồi.